Mặc dù y học ngày càng phát triển, nhiều người sử dụng thuốc Tây để điều trị thoát vị đĩa đệm. Tuy nhiên thì những bài thuốc dân gian từ những loại thảo dược quen thuộc thì vẫn chiếm ưu thế trong việc điều trị rất là nhiều căn bệnh ở giai đoạn nhẹ. Bởi xưa nay thì những loại thảo dược thì thường lành tính và không có tác dụng phụ mà hiệu quả điều trị lại cao, tiết kiệm được chi phí điều trị mà lại dễ dàng sử dụng tại nhà. Trong đó thì cây chì vôi là một cây thuốc phổ biến, được dân gian sử dụng để điều trị các bệnh về xương khớp rất là hiệu quả. Mặc dù nổi tiếng trong việc điều trị các bệnh về xương khớp, nhưng vẫn còn rất là nhiều người thắc mắc rằng cây chì vôi có điều trị được thoát vị đĩa đệm hay không. Thì ở video này chúng ta cùng nhau tìm hiểu về công dụng của cây chì vôi với hiệu quả điều trị thoát vị đĩa đệm. Thoát vị đĩa đệm là một căn bệnh đau nhức vai gáy và vùng thắt lưng, đau một chỗ hoặc là lan ra các vùng trên cơ thể như là vùng hông, đau từ mông kéo xuống đùi, chân, bắp chân, bàn chân, đau đầu ngón tay, cánh tay. Khi bệnh thì cơn đau hay tái phát, lúc thì đau âm ỉ, lúc thì đau dữ dội như là kim đâm vào người. Khi đau đến tột đỉnh thì có thể dẫn tới ho và hắt hơi. Những người bị nghiêm trọng thì có cảm giác như tay chân bị tê cứng, ngứa ran như kiến bò, như ngàn mũi kim châm, thỉnh thoảng thì bị căng cơ như là chuột rút. Ngồi lâu đứng lên thì khiến cơn đau trở nên nặng hơn và cảm giác rất là khó chịu. Ngoài ra thì khi bị thoát vị đĩa đệm, người bệnh sẽ đi lại rất là khó khăn, cầm nắm đồ vật thì cũng không hề dễ dàng. Rối loạn vận động dây thần kinh thực vật làm cho chức năng tình dục cũng bị suy giảm. Đau đến một mức độ nào đấy thì chân tay sẽ bị tê cứng và mất cảm giác, đại tiện không tự chủ, khả năng lao động biến mất và phụ thuộc hoàn toàn vào người khác, bị teo cơ, teo chi, bại liệt vĩnh viễn. Nhiều người đã điều trị bằng nhiều phương pháp như là hóa trị, châm cứu, bấm huyệt, phẫu thuật bằng thuốc Tây v.v. Nhưng tất cả những phương pháp trên chỉ là phương án tạm thời để kiềm chế và giảm thiểu cơn đau ở mức thấp nhất có thể. Thực tế thì hiện nay khi dùng thuốc đông y là một phương pháp điều trị bệnh thoát vị đĩa đệm cũng không hề mới, nhưng được rất là nhiều người quan tâm. Cây chìa vôi thì được trồng hoàn toàn từ tự nhiên và là cây thuốc rất là tốt cho cơ thể, giúp bổ can thận, bồi bổ các chất dinh dưỡng cho cuộc sống từ sâu bên trong. Theo đông y thì cây chìa vôi có tính mát, có vị hơi đắng và the, được sử dụng để hỗ trợ giảm đau, thông kinh, giảm viêm trong các trường hợp bị bệnh xương khớp. Trong đó thì cây chìa vôi được xem là khắc tinh của bệnh thoát vị đĩa đệm. Trên thực tế thì đã có rất là nhiều bệnh nhân sử dụng cây chìa vôi để điều trị thoát vị đĩa đệm và cho hiệu quả rất là tích cực. Bài thuốc điều trị thoát vị đĩa đệm bao gồm 6 vị, trong đó thì cây chìa vôi đứng đầu bảng. Bài thuốc bao gồm cây chìa vôi 40g, cây cỏ sức 20g, cây dền gai 20g, tầm gửi 20g, cỏ ngươi 20g và lá lốt 20g. Các vị thuốc trên bạn đem rửa sạch rồi sắc với 1 lít nước, sắc cạn còn khoảng 500ml nước và chia làm 3 lần uống sau bữa ăn 30 phút. Thuốc có vị hơi đắng, nhẹ và thơm, không có tác dụng phụ nên ta có thể uống thay nước hàng ngày. Sử dụng bài thuốc trên liên tục trong khoảng 1 tháng thì sẽ thấy có hiệu quả. Để biết thêm thông tin chi tiết về bài thuốc trên thì bạn có thể gọi đến số hotline bên dưới để được nhân viên hỗ trợ thêm ạ.